Xin chào quý vị và các bạn, trên tay Mỹ Tuyền đang là chiếc điện thoại Huawei P20 Pro. Đây là chiếc điện thoại mới nhất của Huawei đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng suốt mấy ngày vừa qua. Và đây cũng là chiếc điện thoại được đánh giá rất cao về mặt camera. Có thể nói là đây là chiếc điện thoại 3 camera đầu tiên trên thế giới. Và tính năng camera như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ cùng test sau nhé. Mặt sau của màn hình ấy, thì Huawei cho biết thì họ đã lấy cảm hứng từ ánh sáng, và phiên bản của Tuyền đang cầm trên tay đó là phiên bản Twilight. Đây là phiên bản đẹp nhất trong concept vừa tung ra. Thì tuy nhiên thì ở mặt lưng này, nó chính vì sử dụng cái cấu trúc sơn thế này cho nên là nó có một cái nhược điểm khá là lớn, đó là nó bị bám vân tay rất là nhiều. Cho nên khi mà sử dụng thì chắc là chúng ta sẽ phải lau chùi thường xuyên rồi. Điều đặc biệt ở Huawei P20 Pro mà Tuyền cực kỳ ấn tượng đó chính là cái thiết kế theo chiều ngang như thế này. Cả logo của Huawei và dòng chữ Leica cũng được đặt ngang chứ không phải là đặt dọc theo thân máy giống như là những phiên bản trước đây hoặc là những dòng điện thoại khác. Và về điều này thì Huawei họ lý giải là họ lấy cảm hứng từ những chiếc máy ảnh CyberShot của Sony. Còn về mặt trước thì như mình đã nói trước đó là Huawei P20 Pro là một dòng điện thoại nó sử dụng tối đa cái tính năng hiển thị màn hình. Tai thỏ này nó không phải là cố định mà chúng ta vẫn có thể tắt đi. Có một điều ở P20 Pro của Huawei làm cho rất là nhiều tín đồ công nghệ yêu thích, đó chính là họ vẫn giữ nguyên được cái Touch ID ở dưới cái phần thân máy này. Và vì vậy cho nên là chúng ta có thể mở chiếc điện thoại này bằng hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta có thể chạm vào Touch ID theo cái giống như là những chiếc điện thoại khác, và cách thứ hai thì chúng ta vẫn có thể mở bằng Face ID. Và cái camera mà sử dụng cho Face ID nó cực kỳ nhạy, có nghĩa là khi mà chúng ta đặt ngay như thế này nè, hoặc là thậm chí chúng ta lật ngược lại như thế này luôn thì máy nó vẫn mở như thường, trừ khi chúng ta nhắm mắt lại thôi. Về mặt hiệu năng thì Huawei P20 Pro đã sử dụng cái chip xử lý là Kirin 970. Thì Kirin 970 cũng không phải là một cái loại chip nó quá cải tiến so với những dòng máy gần đây. Và điều cuối cùng Tuyền muốn chia sẻ ở trong chiếc điện thoại này chính là cái tính năng của camera. Thì như đã nói ở phần đầu á, thì camera của P20 Pro ở Huawei là một cái camera được đánh giá cực kỳ cao. Cũng chính vì sự kết hợp độc đáo của ba camera cùng lúc này mà khi mà chúng ta chụp ảnh á, thì cái chất lượng ảnh nó rất là cao nha. Ngay cả chúng ta zoom lên 10x luôn thì cái chất lượng ảnh nó vẫn không có cái dấu hiệu là giảm đi. Bản thân mình thì mình vẫn đánh giá rất là cao chiếc Huawei P20 Pro này, từ thiết kế này cho tới màu sắc và đặc biệt là tính năng của camera. Tuy nhiên có một điều duy nhất mình cảm thấy là nó không hài lòng lắm, đó chính là những cái thiết kế của icon ở trên màn hình. Nó vẫn có cảm giác là thô và chưa được đẹp mắt lắm. Thì rất hy vọng là Huawei sẽ thay đổi điều này trong những phiên bản tiếp theo. Hiện tại thì Huawei P20 Pro đã được chính thức đưa về Việt Nam với giá là 19.990.000 đồng, và mọi người vẫn có thể tham khảo thêm những cái màu sắc khác bên cạnh cái màu Twilight này ở các hệ thống cửa hàng điện thoại, ví dụ như là FPT Shop hoặc là một số cửa hàng khác. Và tại những cửa hàng thì họ vẫn có những cái mức giá ưu đãi và những cái chương trình khuyến mãi.